Chiều 11 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lang Chánh lần thứ 4 năm 2024. Dự đại hội có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng ban ngành cấp huyện, lãnh đạo các xã thị trấn và 88 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 47.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Sau 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2024, kể từ khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3, thực hiện mục tiêu quyết tâm thư đặt ra tại đại hội, chính quyền huyện Lang Chánh cùng đồng bào các dân tộc đã cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực cụ thể. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số đã tích cực chủ động trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16% trở lên, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng, năm 2023 đạt 28,9 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,57% năm 2021 xuống còn 21,2% cuối năm 2023. Hiện Lang Chánh có 78 trên 78 thôn bản được đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới theo tiêu chuẩn, cơ bản hệ thống đường dây 35 kV, trạm biến áp, đảm bảo điện áp cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Có 4 đơn vị đang hoạt động trong cụm công nghiệp Bãi Bùi. Ngoài ra, trên địa bàn các xã thị trấn còn có 7 cơ sở đang hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản, qua đó góp phần nâng giá trị sản xuất từ trồng rừng. Các cơ sở sản xuất chế biến lâm sản tạo việc làm thường xuyên cho 300 lao động với mức thu nhập từ 5 triệu đồng một người một tháng trở lên. Đặc biệt, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đang được tập trung triển khai thực hiện. Tổng nguồn vốn đầu tư từ 3 chương trình mục tiêu là trên 326,585 tỷ đồng. Đã hỗ trợ làm nhà ở cho 768 hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng 5 công trình nước sinh hoạt tập trung, nước phân tán cho 1.495 hộ, triển khai đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại 2 xã Tam Văn và Giao Thiện. Xây dựng các công trình thiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt tập trung. Tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%, tỷ lệ thôn bản có đường giao thông được cứng hóa đạt 79,5%, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả cao. Đến nay toàn huyện có 2 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 30 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện có 6 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm kẹo nhãn Châu Lang, tinh dầu ngải cứu, mật ong rừng Chí Linh Sơn, muối mắc khẻ Mường Đen, rượu siêu men lá Bình An, măng khô Bình Minh. Cùng với đó, huyện đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động văn hóa tiêu biểu đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật như lễ hội Chùa Mèo, lễ hội Chí Linh Sơn, bảo tồn khôi phục lễ hội văn hóa dân gian Trá Mùn tại xã Yên Thắng, lễ hội đền thờ Đô đốc Đài Lương quận Công Lê Phúc Hoạch tại xã Đồng Lương. Với tinh thần các dân tộc đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy đã biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Lang Chánh đạt được trong thời gian qua, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, dịch vụ thương mại, nhất là du lịch có tốc độ tăng cao so với các huyện miền núi, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện và nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo, chăm lo hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong hội nhập quốc tế, tập trung phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống có thế mạnh để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh phong trào thi đua quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển được xác định trong quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư giai đoạn 2024-2029. Bên cạnh đó, huyện Lang Chánh cần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại đại hội, có 4 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh gồm 13 người, thông qua dự thảo quyết tâm thư đại hội giai đoạn 2019-2024.